Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác mới nhất được viết riêng cho chương trình ngày hôm nay và được viết riêng cho tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Hãy cùng chúng tôi thưởng thức ca khúc Em Có Lỗi Gì, một sáng tác của Lê Đình Phương. Hãy cùng chúng tôi chào đón Ngọc Nữ Bolero Ngọc Lan. Đắng cay rơi lệ ôm Chúa xót mà
cũng sẽ phôi. Dường như cái câu chuyện ở tại Việt Nam về những người phụ nữ bị gả cho các người Hàn Quốc, người Đài Loan, người Trung Quốc, người Hồng Kông dường như không còn xa lạ gì nữa. Và kính thưa quý vị, nhạc sĩ Lâm Trọng Tưởng đã lấy cái ý nghĩa của hoàn cảnh đó để sáng tác nên một bài hát kể về một cô gái vì chữ hiếu, vì muốn thay đổi cuộc sống gia đình của mình cho nên chấp nhận lấy một người mặt khô không hề yêu thương. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nặng Gánh Xa Ngang có phần trình bày của nữ ca sĩ Á Hậu Ngọc Lan. Cứ sao nợ duyên tình.
như quý vị thấy, trong thời gian gần đây, dòng nhạc Bolero đã trở lại một cách rất là mạnh mẽ. Và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được tiếp tục để giới thiệu đến cho quý vị một nhạc phẩm mới của một người nhạc sĩ, cô chỉ trong khoảng tuổi đôi mươi mà thôi. Nhạc sĩ này với tên là Trang Linh, và cô vừa viết ra một cái nhạc phẩm mới tặng riêng cho nữ ca sĩ Ngọc Lan sau đây. Và ngay bây giờ kính mời quý vị theo dõi nhạc phẩm Dã Biệt Người Thương của tác giả Trang Linh. Mấy ai không buồn nhắc lại chuyện xưa, lời tình lâu rồi anh đã quên chưa? Đêm nào con đưa đón nhau về đường khuya lòng phố ghi câu thề, sao bây giờ chúng mình như thế? Biết em vốn nghèo chẳng bằng chất đầy hồn côi. Một lần yêu người cơn sầu lên ngôi, chua cay làm quen với đêm trường. Tình yêu còn đó những đôi đường, cúi đầu xa biệt người thương. Một lần yêu người cơn sầu